và những cái tên như Trọng Hoàng, như Công Vinh, của Đinh Thanh Trùng đã lần lượt khiến các khán giả ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và hàng triệu khán giả Việt Nam theo dõi qua màn ảnh nhỏ phải trải qua những giây phút tiếc nuối khi lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Quả đá biên cho các cầu thủ Việt Nam. Xuân Trường. Nhiệm vụ của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong 45 phút còn lại là phải ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia để giành quyền vào chung kết. Pha phạm lỗi của Đình Luật. Quả đá phạt sẽ được Rizky Pora thực hiện. Đá từ xa. Ngày nay thì Wasalosa không có nhiều cơ hội khi mà Indonesia tập trung toàn lực cho khu phòng ngự. Nếu tấn công thì cao thủ áo trắng cũng chỉ tận dụng thời cơ như Lili Pali vừa thực hiện. Trong hiệp đấu thứ nhất, dù chơi phòng ngự và cầm ít bóng hơn nhưng thỉnh thoảng các cầu thủ Indonesia cũng có những pha phản công rất nguy hiểm khi mà phòng ngự của chúng ta đã dâng cao. Đặc biệt là trong một tình huống Lili Pali thực hiện một quả chọc khe để Wasalosa thoát xuống, nhưng tốc độ không tốt của cầu thủ này đã khiến đội tuyển Indonesia bỏ lỡ cơ hội. Được chuyền lên của Rizky Pora. Wasalosa. Lili Pali. Bóng chính xác của Văn Thanh, đường chuyền của Xuân Trường, Công Vinh, Văn Toàn, cú đá của Văn Toàn, Công Vinh nhận đường chuyền của Công Vinh, Văn Toàn chỉnh thước ngắm và sau đó làm cú ra chân có chất lượng. Bóng xoáy và hơi ăn nhiều ra má ngoài chân phải của Văn Toàn một chút. Trọng Hoàng. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường. Rất chính xác. Văn Quyết và Thanh Trung có thể phối hợp với nhau. Thanh Trung. Ấy đó! Công Vinh mang vào nhưng không thể chạm vào bóng. Trước đó thì Văn Quyết cũng không thể thực hiện một pha dứt điểm. Bàn thắng đang ở đâu? Nó vẫn đang lẩn tránh chúng ta. Dù đã có cơ hội thì rất rõ ràng rồi. Một sức ép đến nghẹt thở lại đang được các cầu thủ Việt Nam tạo ra ở những phút đầu tiên của hiệp 2. Đinh Thanh Trung đánh đầu. Đó là một tình huống đánh đầu chuyền bóng của Xuân Trường. Nỗ lực cứu bóng. Kể từ trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu lượt về giữa hai đội thì trận nào Indonesia cũng ghi hai bàn. Hôm nay ghi bàn không phải là mục tiêu của họ. Và cũng kể từ trận đấu đó thì trận nào Indonesia cũng thủng lưới. Đến lúc này thì với một hệ thống phòng ngự có số đông cùng với một chút may mắn, Indonesia vẫn chưa bị thủng lưới.
Cho đến lúc này thì cơ hội tốt nhất của đội tuyển Việt Nam và bàn thắng ở gần nhất với chúng ta là cú đánh đầu chạm cột dọc của Lê Công Vinh ở những phút cuối hiệp 1. Văn Toàn đã không thể cứu được đường bóng vừa rồi. Cú đá ở những phút vừa qua, những phút đầu hiệp 2 của Văn Toàn là một cú ra chân dù không trúng đích nhưng là cực kỳ chất lượng. Xuân Trường. Thanh Trung đã chuyển sang bên phía cánh phải. Công Vinh. Vẫn là Thanh Trung. Xuân Trường. Rất nhanh Trọng Hoàng. Tạt bóng vào trong. Đội tuyển Việt Nam vẫn có những giải pháp khá hữu hiệu trên băng ghế dự bị cho một thế trận như thế này. Rất nguy hiểm. Bàn thắng đã đến Indonesia. Không hiểu sao những sai lầm của hàng phòng ngự vẫn luôn là nỗi ám ảnh của chúng ta. Niềm vui đến với số ít các cổ động viên của Indonesia và những cơn ám ảnh từ sai lầm của hàng phòng ngự lại ùa về. Mọi nỗ lực của chúng ta không sao chuyển hóa thành bàn thắng. Và trong một khoảnh khắc không đáng phải như vậy thì Đình Đồng đã mang về cho đội bạn bàn thắng. Bản lĩnh trong những thời điểm quyết định vẫn đang là vấn đề với đội tuyển Việt Nam. Một bàn thắng với Lili Pali và Boaz Solosa như là pha ghi bàn từ trên trời rơi xuống. Bây giờ thì nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là rất khó khăn. Chúng ta sẽ phải ghi 2 bàn để kéo trận đấu tới hiệp phụ. Đình Luật. Quý Ngọc Hải, Văn Thành, Đinh Thanh Trùng, Đinh Thanh Trùng dứt điểm đi. Cú đá có lực nhưng chưa đủ khó để có thể đánh bại đường Mega. Rizky Pora và phối hợp với Boaz Salosa. Một pha xử lý kinh nghiệm của Đình Luật. Mỗi trận đấu theo phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lại mắc một kiểu sai lầm khác nhau. Ở trận đấu trước là Quế Ngọc Hải, trước đó ở trận gặp Campuchia Trương Đình Luật mắc sai lầm khi phải nhận thẻ đỏ, và bây giờ là sai lầm của Đình Đồng. Văn Quyết. Những sự thay đổi có lẽ sẽ được huấn luyện viên Hữu Thắng thực hiện. Vũ Minh Tuấn vào sân. Vũ Minh Tuấn đã không cùng đồng đội sang Indonesia để đá trận bán kết lượt đi. Tôi cho đây là sự thay đổi
khá hợp lý. Bất cứ sự thay đổi nào cũng phải tạo điều kiện cho các cầu thủ có nhiều thời gian để thể hiện mình. Đình Đồng, Trương Đình Luật, Văn Thanh, Văn Quyết. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Lại có thêm một trận đấu nữa, Indonesia có bàn thắng. Họ ghi bàn đều đặn trong tất cả các trận đấu ở giải đấu năm nay. Nhưng bàn thắng hôm nay là một pha ghi bàn rất may mắn đối với họ. Đã có tiểu xảo từ Lily Pali đối với Quế Ngọc Hải. Đội bóng của chúng ta đang bị đặt trước một thử thách thực sự. Và đây là lúc các cầu thủ áo đỏ phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Thời gian vẫn còn khá nhiều. Hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia trong khoảng hơn 30 phút còn lại không phải là một điều gì đó không thể. Trọng Hoàng, cái duyên ghi bàn rõ ràng là điều mà các chân sút của đội tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu ở trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, bóng vẫn chưa đi hết đường biên ngang. Đình Luật, Xuân Trường, Văn Thành. Hàng phòng ngự 4 người của đội tuyển Việt Nam thì có lẽ Văn Thành là cầu thủ chơi ổn định nhất cho tới lúc này. Thanh Trung, một pha trao khe bằng chân phải. Công Vinh còn kém kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup của cựu tiền đạo đội tuyển Singapore Noah Lam Sa, 2 bàn. Xuân Trường, Trọng Hoàng, suốt cả giải đấu năm nay thì không một trận đấu nào huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có được đội hình phải nói là ưng ý nhất. Cơ hội, Công Vinh xử lý có phần hơi lúng túng. Văn Thanh, cú tạt bóng của Thanh Trung. Văn Thanh, Thanh Trung. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Xuân Trường, Trọng Hoàng. Xuân Trường, Vũ Minh Tuấn, Công Vinh vẫn còn. Một trận đấu mà Công Vinh thiếu đi rất nhiều cảm giác
từ việc chọn vị trí cho đến những pha xử lý cuối cùng. Thêm đường chuyền chính xác nữa của Xuân Trường. Thành Trung. Công Vinh. Cơ hội cho đội bạn. Trong trận đấu khắc nghiệt như thế này thì việc giữ được sự bình tĩnh, giữ được những cái đầu lạnh là rất cần thiết. Rất nguy hiểm. Với trình độ của Lily Pali thì chúng ta phải cảm thấy may mắn khi vừa rồi anh đưa bóng vượt qua xà ngang. Đường chuyền nhạy cảm của Enric Vecmarsia. Cũng với một cú ra chân như vậy thì Lily Pali đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 để giúp Indonesia đánh bại Singapore và giành quyền vào chơi bán kết theo một cách khó tin nhất. Tình huống mà Lily Pali có cơ hội dứt điểm vừa rồi là một pha bóng mà rõ ràng là bộ đôi trung vệ không hiểu ý nhau. Đình Luật đã băng lên để tham gia cản phá nhưng lại không có được một phương án hỗ trợ bóng lót từ người đá cặp Quế Ngọc Hải. Vecmarsia. Hoàn thành chơi rất hay. Đinh Thành Trung. Trọng Hoàng. Xuân Trường. Mất Tuấn Anh rồi lại không có cả sự phục vụ của Ngô Hoàng Thịnh khiến cho vai trò của Xuân Trường càng nặng nề hơn. Một cầu thủ vừa phải đảm nhiệm trọng trách kiến tạo cho hàng tấn công lại vừa phải tham gia phòng ngự. Cơ hội cho chúng ta và tung người móc bóng. Cú vô lê ngay của Vũ Minh Tuấn. Cú dứt điểm thứ hai của Minh Tuấn sau khi được tung vào sân. Ở AFF Cup 2014 thì Vũ Minh Tuấn cũng đã có được bàn thắng trong trận đấu gặp Philippines. Giao hữu Indonesia trong trận đấu ở Jakarta, Vũ Minh Tuấn cũng đã ghi bàn. Nhưng quả thật là anh Dũng đã nhắc tới sự vắng mặt cực kỳ đáng tiếc của Tuấn Anh. Vắng Tuấn Anh, những ý đồ mà huấn luyện viên Hữu Thắng muốn xây dựng đã không được diễn ra như ý. Vũ Minh Tuấn. Vẫn là Vũ Minh Tuấn. Indonesia đá trận sau hay hơn trận trước. Trọng Hoàng. Thành Trung. Công Vinh, phía trong là Văn Quyết. Vẫn là Công Vinh. Rất khó ghi bàn trong những tình huống dứt điểm như vậy khi trước mặt Công Vinh là số đông hậu vệ của đối phương. Vũ Minh Tuấn, Đình Luật, Xuân Trường, đội bạn lùi về rất nhanh, Văn Quyết, Thành Trung, Văn Thành, đường chuyền của Trọng Hoàng. Đây là thời điểm mà có lẽ một cầu thủ với tố chất như Công Phượng nên được trao cơ hội. Trận đấu còn hơn 20 phút nữa.
Trong trận giao hữu giữa hai đội ở Mỹ Đình thì Công Phượng đã được tung vào sân ở hiệp 2, đó là phút 61 khi Phượng được tung vào sân để thay cho Văn Quyết. Không quá lâu sau đó thì Công Phượng đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ chuẩn bị thực hiện sự thay đổi người. Khi mà chúng ta đã rất cố gắng nhưng không thể có bàn thắng thì sự thay đổi nhân sự lúc này là cần thiết. Vừa để tạo bất ngờ cho đối phương, vừa để tạo ra những sự khác biệt trong cách tiếp cận, và đôi khi là cả cái duyên ghi bàn nữa. Trong những cuộc đối đầu quan trọng thì huấn luyện viên Riddle ít nhiều vẫn đang cho thấy sự già dơ của một huấn luyện viên có nhiều năm làm việc ở khu vực Đông Nam Á và cũng rất hiểu bóng đá Việt Nam. Và Công Phượng sẽ góp mặt. Công Phượng sẽ góp mặt, có thể là thay một vị trí trên hàng công. Xuân Trường, Trọng Hoàng, Đình Đồng. Pha đưa bóng bằng chân trái không tốt của Đình Đồng. Đình Đồng là một trong những gương mặt để lại nhiều thất vọng nhất ở trận bán kết lượt đi. Người rời sân. Vâng, người rời sân để nhường vị trí cho Công Phượng đúng như dự đoán của anh Dũng là Văn Quyết. Công Phượng sẽ có khoảng hơn 20 phút để thể hiện mình. Và hy vọng Công Phượng lại có duyên ghi bàn như trong trận đấu giao hữu. Đường chuyền của Công Phượng cho Văn Thanh. Văn Thanh. Công Phượng. Rồi. Đường chuyền của Thanh Trung. Công Vinh. Phía dưới chỉ còn lại Đình Luật. Pha xử lý hợp lý của trung vệ mang áo số 3. Công Vinh. Nỗ lực của Công Vinh. Dứt điểm! Vào vào! Không biết phải như nào chúng ta mới có bàn thắng đây. Cú đá của Vũ Minh Tuấn lại đến đúng vị trí của Mega. Kể từ khi vào sân thì Vũ Minh Tuấn đã có 3 pha dứt điểm và vừa rồi thì cầu thủ áo số 6 này đã ở gần bàn thắng nhất. Minh Tuấn là một trong những cầu thủ đá bóng sống hay nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Và Minh Tuấn đã cho thấy điều đó ở pha dứt điểm vừa rồi. Cú sút thứ 3 của Vũ Minh Tuấn từ lúc được tung vào sân. Garcia. Việt vị rất rõ. Những cơ hội đã đến rất nhiều rồi nhưng bàn thắng vẫn chưa mỉm cười với chúng ta. Indonesia sẽ lại tăng cường thêm cho khâu phòng ngự bằng một cầu thủ dù trên danh nghĩa là tiền đạo nhưng chơi phòng ngự tốt hơn rất nhiều so với Boa Salosa. Đó là Ferdinand Alfred. Cầu thủ Indonesia có sự thay đổi người, cầu thủ mặc áo số 7 Boas Ovin về sân, cầu thủ mặc áo số 9 Ferdinand Alfred vào sân.
Substitution for Indonesia, player number 7, Boas Erwin, is replaced by player number 9, Puritan Anfred. Trước khi bước vào trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sau 19 trận dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng đã ghi được 40 bàn thắng đã được ghi trong những trận đấu giao hữu cũng như những trận đấu chính thức, nhưng hôm nay một bàn thắng vẫn đang vô tình lảng tránh chúng ta. Dù những khoảnh khắc để có pha lập công đã đến rất gần, Xuân Trường. Đình Đông. Nếu gạt qua một bên việc chúng ta đang bị đội bạn dẫn bàn thì đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất hay và rất hấp dẫn, với những sức ép khủng khiếp liên tục được đội bóng áo đỏ tạo ra. Và người xem trực tiếp ở sân cũng như qua truyền hình gần như không thể rời mắt. Có cần thiết phải có một pha chuyền bóng khó đến như vậy hay không? Chúng ta vẫn cần phải giữ sự bình tĩnh trong khoảng thời gian này. Cầu thủ Việt Nam dẫn dắt đội về, cầu thủ mang áo số 18, Vĩnh Thanh Trung dẫn dắt cầu thủ mang áo số 11. Nước cờ cuối cùng của huấn luyện viên Hữu Thắng. Thanh Trung nhường vị trí cho Thành Lương. Năm 2010, sau khi thua Malaysia 0-2 trong trận bán kết lượt đi, chúng ta cũng không sao ghi bàn được trước Malaysia trong trận bán kết lượt về, dù đã có những cơ hội. Khi đó hình ảnh Thành Lương rời sân là một trong những hình ảnh làm buồn thêm thất bại năm đó. Thành Lương đã góp mặt, chúng ta vẫn còn thời gian. Và hy vọng năm nay dù đang rất khó khăn nhưng mọi chuyện sẽ khác. Lili Pali. Bóng chạm đầu của Trương Đình Luật. Điều còn thiếu với các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là chúng ta vẫn không có được sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Người đá quả phạt góc này là Rizky Pora. Rizky Pora. Phản đấm bóng của Nguyên Mạnh, đã có pha phạm lỗi của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Pranada, một cầu thủ chơi rất rắn của Indonesia và thường chơi tiểu xảo khu vực giữa sân. Nguyên Mạnh cũng đã phải lãnh một cái cùi chỏ của Pranada trong một tình huống bật cao tiểu xảo. Không hiểu vừa rồi là chiếc thẻ phạt gì dành cho Nguyên Mạnh. Nếu lỗi cầu giờ thì chỉ là một chiếc thẻ vàng. Như vậy là trọng tài đã rút thẻ đỏ dành cho thủ môn của chúng ta. Rất khó hiểu, chúng tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại diễn ra tình huống vừa rồi. Đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Bộn bề những khó khăn thách thức đang đến với đội bóng của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người.
thật không thể tin nổi với những gì đang diễn ra. Nguyễn Ngọc Hải sẽ bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Trong hiệp 1 thì thủ thành Mega cũng đã có một tình huống câu giờ và phải nhận thẻ vàng. Bây giờ thì việc đeo một cái găng tay cũng khó khăn với Quế Ngọc Hải. Một trung vệ đang bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Đường truyền của Xuân Trường. Trong khi phía trên những nỗ lực của hàng công không sao chuyển hóa thành bàn thắng thì ở phía dưới những bất lợi liên tục xảy ra với hàng phòng ngự. Chiếc áo của Nguyên Mạnh có vẻ không vừa đối với Quế Ngọc Hải. Xuân Trường. Điều chuyền của Thành Lương cho Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Lần thứ hai tại giải đấu lần này chúng ta chơi với 10 người trên sân. Công Phượng sẽ là người trực tiếp đá quả phạt góc luôn. Lỗi của Xuân Trường. Lúc này tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận thì Indonesia đang dẫn chúng ta 3-1. Nhiệm vụ còn lại của các cầu thủ Việt Nam trong khoảng hơn 10 phút là ghi được ít nhất 2 bàn. Trong thế thi đấu thiếu người. Đình Đồng. Lê Công Vinh. Đường truyền của Stefano Lillipalli. Rizky Pora. Pha phòng ngự tốt của Văn Thành. Trọng Hoàng. Thành Lương. Vũ Văn Thành. Lương đã để mất bóng. Và cản phá rất hay của Trương Đình Luật. Đó là một pha cản phá rất cần thiết rồi khi trong khung thành là Quế Ngọc Hải, thủ môn bất đắc dĩ. Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng những gì mà chúng ta đang phải đón nhận thực sự là khó lý giải. Đình Đồng. Đình Luật. Chúng ta không còn gì để mất. Việt Vị.
đội tuyển Việt Nam cần 2 bàn thắng để đưa trận đấu sang hiệp phụ. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Chắc chắn sẽ có thẻ dành cho cầu thủ của Indonesia. Đó là Pranata. Những nỗ lực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này là rất đáng ghi nhận. Thành Lương sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Thành Lương đường chuyền vào, bàn thắng của Vũ Văn Thanh. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với chúng ta và chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đúng ra bàn thắng phải đến sớm hơn với những gì chúng ta thể hiện, chứ không phải chờ tới phút 83 như thế này. Bàn thắng không đến với một tiền đạo, nó đến với một hậu vệ. Một tình huống đá phạt tạo ra sự bất ngờ của Thành Lương. Cú đá quá tốt của Văn Thành. Bóng đi qua một dừng chân. Đúng là một phương án phối hợp đá phạt khiến hàng phòng ngự của Indonesia hết sức bất ngờ. Không có ai băng ra để ngăn cản cú dứt điểm của Văn Thành. Xuân Trường. Một bàn thắng sẽ mang lại động lực rất lớn cho cao thủ Việt Nam. Thành Lương. Văn Thành vẫn là hậu vệ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam xuyên suốt từ đầu giải đấu. Văn Thành. Đội tuyển Indonesia sẽ có sự thay đổi cầu thủ tiếp theo. Junham Zamran sẽ là người góp mặt để thay cho Lili Pali. Indonesia đang làm tất cả để bảo vệ tỷ số hiện tại. Văn Thành đường chuyền cho Công Vinh. Dứt điểm Thành Lương. Đó là cú dứt điểm của Trọng Hoàng. Những cầu thủ ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm bớt áp lực cho người đang đứng trong khung thành là thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Và từ lúc phải đứng trong khung thành thì Quế Ngọc Hải chưa một lần phải bị các cầu thủ Indonesia khiến cho anh phải trổ tài. Thành Lương. Và phối hợp quen thuộc giữa Thành Lương và Văn Thành. Sự tự tin được thể hiện rõ trong những pha phối hợp của cầu thủ Việt Nam, những tình huống vừa rồi sau khi chúng ta có được bàn thắng gỡ hòa. Công Vinh đúng là ngày hôm nay không có cảm giác bóng tốt, thể lực cũng có vẻ như có vấn đề. Xuân Trường dứt điểm từ xa, bóng đã chạm đầu một cầu thủ Indonesia. Rất đáng ghi nhận với tinh thần tuyệt vời của Xuân Trường và đồng đội cho đến lúc này. Vô vàn những thách thức đã chống lại chúng ta, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi với một tinh thần không bỏ cuộc. Thành Lương. Đường chuyền của Thành Lương. Vẫn còn, cú đá của Công Phượng.
Văn Thành. Chứng kiến diễn biến trong khoảng 10 phút vừa rồi thì không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang chỉ có 10 người trên sân. Chúng ta hoàn toàn áp đảo đội bạn. Ông Riddle rút tất cả các trụ cột trên hàng công ra nghỉ. Bây giờ là Nick Vagmasia. Deddy Kusnanda là người góp mặt. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Pha chuyền bóng chính xác cho Công Vinh, Công Phượng. Trong khoảng thời gian ít đòi như thế này thì những pha chuyền dài của Xuân Trường là cách để chúng ta tiếp cận của một đối phương. Thành Lương. Thành Lương. Văn Thanh. Nếu như đó là một tình huống mà bóng ở chân trái để Văn Thanh có thể đưa đường chuyền tới vị trí của Vũ Minh Tuấn thì đã khả thi hơn. Nhưng đó là một đường chuyền cận chân của Văn Thanh. Đó là một quyết định có thể hiểu được. Trong khung thành là một thủ môn bất đắc dĩ. Và cầu thủ nào cũng sẽ đi tìm vận may trong những cơ hội như vậy. Ngay cả Xuân Trường cũng lùi về rất sâu để chuyền bóng lên. Thành Lương. Công Phượng. Rất tốt. Đường chuyền đầy cảm giác của Vũ Văn Thanh. Công Phượng. Nhà bóng lại tuyệt hay. Trọng Hoàng không có một pha xử lý tốt khi mà Công Phượng đã quan sát rất tốt rồi. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn thấy tiếc nếu vừa rồi Công Phượng dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá thì có thể sẽ mang lại những phương án khả thi hơn. Phút 90 rồi. Chúng ta cần thêm một bàn thắng nữa trong những phút bù giờ để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Quý Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh. Những nỗ lực đáng khen của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta có được bàn thắng trong thế phải thi đấu thiếu người. Và vẫn đang tấn công đội tuyển Indonesia không ngừng nghỉ. Thành Lương. 5 phút bù giờ. Cú đá của Thành Lương. Mây gà đã chơi quá tốt. Thành Lương đã hơn một lần ghi bàn với cú đá như vậy rồi. Xuân Trường. Đình Luật. Trọng Hoàng. Công Phượng. Xuân Trường. Vũ Minh Tuấn. Vẫn là Vũ Minh Tuấn. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những phút bù giờ nghẹt thở. Các cổ động viên vẫn đang đứng cả dậy để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Văn Thanh. Đội bạn áp sát quá nhanh.
trong những hoàn cảnh bế tắc thì chúng ta không có những cầu thủ có chiều cao và có khả năng đánh đầu tốt để tận dụng những quả đá phạt góc. Đây là trận đấu chúng ta được hưởng rất nhiều những quả đá phạt góc. Thành Lương, Văn Thanh, đường chuyền đến vị trí của Vũ Minh Tuấn nhưng vẫn còn quá đông cầu thủ áo trắng đứng trước khung thành của Mega. Rizky Pora, Thành Lương, Công Phượng, Thành Lương, Công Phượng, vẫn chưa có một pha đột phá nào của Công Phượng. Công Phượng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn đột phá. Tuyệt vời, nỗ lực tuyệt vời của các thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã khóc rồi. Một khoảnh khắc quá xúc động, quá nhiều cảm xúc. Thực sự là rất khó cầm được nước mắt trong khoảnh khắc như thế này. Rất khó. Có lẽ là những cảm xúc nó rất giống với những bàn thắng của Văn Sĩ Hùng hay bàn thắng của Công Vinh. Công Vinh. Những gì huấn luyện viên Hữu Thắng nói về Vũ Minh Tuấn đã hoàn toàn chính xác. Bản năng sát thủ của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ở tình huống này. Ngoặt bóng khéo léo, cú ra chân nhanh như điện. Và càng đó nói hơn khi Vũ Minh Tuấn vừa trải qua nỗi đau gia đình. Vẫn còn hiệp phụ nhưng xin cảm ơn Vũ Minh Tuấn và những nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng đá. Chúng ta đang chơi với 10 người nhưng tinh thần thi đấu rất cao. Và đúng là không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với 10 cầu thủ trên sân và với một thủ môn bất đắc dĩ. Dù sao thi đấu với 10 người nhưng với một thủ môn thực thụ trong khung thành thì vẫn cảm giác là yên tâm hơn. Cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu để khỏa lấp cho vị trí bị bỏ trống của Nguyên Mạnh. Bóng chạm tay cầu thủ Indonesia. Dù trận đấu này có kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn là với những gì, đặc biệt là tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam đã thể hiện ở những thời điểm khó khăn khi mà chúng ta phải thi đấu thiếu người cũng đã khiến cho các khán giả rất vui. Không có gì phải chê trách cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội đang chờ đợi hai hiệp phụ ở phía trước. Phía trước là hai hiệp phụ và chúng ta chỉ còn lại 10 người trên sân. Nhưng đội bạn cũng đã rút ra những cầu thủ tấn công quan trọng nhất là Boasalosa, là Lili Pali và là Enric Vengmasia. Ngay từ lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã xứng đáng trở thành những nhà vô địch rồi. Vô địch về tinh thần thi đấu, với sự quả cảm mà họ tạo ra. Sẽ là hai hiệp phụ đầy chông gai, đầy thách thức. Cảm ơn bàn thắng của Văn Thanh đã thắp lên hy vọng cho chúng ta. Cảm ơn tinh thần thi đấu quả cảm đã giúp cho chúng ta buộc Indonesia phải tiến vào hai hiệp phụ. Và cũng cảm ơn các cổ động viên đã luôn ở bên thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng.
dù thông thường khi trận đấu không còn nhiều thời gian và khi chúng ta gặp vô vàn bất lợi thì có thể nhiều cổ động viên đã bỏ về trước. Nhưng hôm nay lửa vẫn được giữ nguyên ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên ở đấu trường AFF Cup chúng ta đá hiệp phụ. Trước đó với phiên bản Thai World Cup thì đội tuyển Việt Nam cũng đã từng đá hiệp phụ với chính Indonesia, anh Dũng ạ. Một đối thủ phải nói là rất khó chịu, rất khó chơi với đội tuyển Việt Nam. Tỷ số sau hai lượt trận trong cuộc đối đầu giữa hai đội ngày hôm nay đang là tỷ số hòa 3-3. Xin lỗi quý vị, chúng ta đang được sống trong những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng một lần nữa chiêm ngưỡng lại những pha bóng rất đáng chú ý trong trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp 2. Đầu tiên là cú dứt điểm từ xa tưởng như đã có bàn thắng của Phan Toàn. Và đến những cơ hội tiếp theo dành cho Lê Công Vinh. Đó là thời điểm mà chúng ta vẫn đang thi đấu đủ người. Đây là cú vô lê của Vũ Minh Tuấn. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã đặt rất nhiều niềm tin vào Vũ Minh Tuấn. Và hôm nay thì sự tin tưởng của huấn luyện viên Hữu Thắng đã được Vũ Minh Tuấn đền đáp với những pha dứt điểm liên tục kể từ khi anh có mặt. Và đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 sau cú ra chân vừa rồi của Văn Thanh. Một bàn thắng đẳng cấp của Văn Thanh. Cú ra chân không cho thủ môn đối phương một cơ hội. Đây chính là bước ngoặt. Bàn thắng đến trong thế chúng ta vừa phải thi đấu thiếu người. Nó giống như một tình huống thắp lên một ngọn lửa sau khi hoàn toàn chúng ta bị dập tắt với những nỗ lực trước đó. Và ngọn lửa được giữ lại sau bàn thắng của Văn Thanh đã thổi bùng lên với pha ra chân của Vũ Minh Tuấn. Chúng ta đang được chứng kiến khoảnh khắc đó. Vị trí dứt điểm rất giống với khoảnh khắc mà Vũ Minh Tuấn đã từng ghi bàn vào lưới Philippines 2 năm về trước. Nhưng đây là một pha xoay sở khéo hơn rất nhiều và tính chất của nó thì rất khác. Một bàn thắng đúng là quý như vàng 10. Và dứt điểm hay, nhưng hay hơn là cái tình huống đi bóng của Vũ Minh Tuấn. Chỉ cần một cú ngoặt bóng đã loại bỏ 3 cầu thủ của đối phương. Phía trước hai đội là 30 phút của hai hiệp phụ. Mười một cầu thủ của Indonesia sẽ đối đầu với 10 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Sau đó có một thủ môn bất đắc dĩ là Quế Ngọc Hải. Có thể là huấn luyện viên Alfredo sẽ thay đổi chiến thuật trong thời gian của hai hiệp phụ này. Có thể là họ sẽ không chơi co cụm giống như những phút cuối của hiệp thi đấu chính thức nữa. Và hiệp phụ đầu tiên, trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã bắt đầu. Chúng ta vẫn cần phải thi đấu với hơn 100% khả năng của mình. Quả đá phạt do các cầu thủ Indonesia. Kusnanda. Chúng ta vẫn cần phải hạn chế những sai lầm ở tuyến dưới.
thì đứng trong khung thành bây giờ không phải là một thủ môn. Thành Lương, Quý Ngọc Hải, thủ môn bất đắc dĩ là người sẽ phát bóng lên. Có thể nói là dưới chiều đài của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam phải ở vào tình thế khó khăn như lúc này. Và cản phá của Lương Xuân Trường. Benny rất nỗ lực. Đó là tình huống cản phá của Văn Thanh. Chúng ta phải làm mọi cách để khiến cho các thủ Indonesia không có được cơ hội dứt điểm. Tuyệt vời. Tình huống lan xả của Đình Luật. Thi đấu hơn người và rõ ràng là các thủ Indonesia đúng là đã có những thay đổi về chiến thuật. Giờ thì thấy phòng ngự có lẽ sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Rizky Pora, cú dứt điểm. Mỗi một lần đội bạn đá bóng chệch khung thành là một lần chúng ta thở phào. Chúng ta phải bịt mọi khoảng trống trước khung thành của Quý Ngọc Hải. Phút hiệp phụ với đội tuyển Việt Nam có lẽ bây giờ dài hơn cả 90 phút thi đấu chính thức. Quả là rất dài. Những pha chuyền bóng dài lên như thế này là hợp lý. Esta Luhu. Quế Ngọc Hải. Đúng là không cần phải vội. Rất may là đội bạn đã rút ra ba cầu thủ tấn công lợi hại. Lili Pali, Boasalosa và Enric Vagmasia. Cho đến lúc này thì chúng tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà Nguyên Mạnh lại phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tôi cho rằng đó không phải là một tình huống câu giờ. Vì một pha bóng câu giờ thì quá lắm cũng chỉ là một chiếc thẻ vàng. Trước đó thì Nguyên Mạnh thậm chí là nạn nhân của một pha bóng rất tiểu xảo của Canada. Rất hay Trọng Hoàng. Công Vinh. Mega đã phải đối mặt với những bàn thua mà anh không thể làm gì. Thực tế thì thủ môn số 1 của Indonesia đã chơi rất tập trung. Rất tuyệt vời. Hoàn toàn có thể gọi các cầu thủ áo đỏ đang là những chiến binh ở trên sân. Không có lỗi việt vị. Không có lỗi việt vị. Cũng phải thông cảm cho Quế Ngọc Hải. Anh là một cầu thủ và đang là thủ môn bất đắc dĩ. Và tất nhiên một cầu thủ thì có thói quen chơi bóng bằng chân. Thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải
và chân sút bên phía Indonesia đó là Letusen. Xuân Trường và Công Phượng đã cố gắng để tác động tới Letusen. Letusen và thủ môn bất đắc dĩ của chúng ta. Rất đáng tiếc khi đội bạn đã có bàn thắng. Rất đáng tiếc. Quế Ngô Hải đã kịp với cái chân lại nhưng vẫn không thể cản được cú đá của Letusen. Tỷ số sau 2 lượt trận bây giờ là 2 đều. Và hoàn cảnh của chúng ta bây giờ là rất khó khăn khi đội bạn đã có 2 bàn thắng trên sân khách. Nếu đội tuyển Việt Nam ngược dòng vào chung kết thì Quế Ngọc Hải cũng sẽ không có mặt, bởi ở trận đấu trước anh cũng đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Stefano Lillipali. Rizky Pora pha lùi về bọc lót rất tốt của Vũ Minh Tuấn. Lỗi thuộc về cầu thủ của Indonesia đó là Lesta Luhu. Pha đá phạt của Xuân Trường. Thanh Lương. Thanh Lương. Thời gian vẫn còn đủ để đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu nữa, giống như ở thời gian thi đấu chính thức. Thành Lương đang phải đá như một hậu vệ. Vũ Minh Tuấn. Công Vinh, đường chuyền dài cho Công Vinh. Công Vinh. Trọng tài xác định đã có lỗi. Lỗi việt vị của Công Vinh. Rất nguy hiểm. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Cú đá của Fernando Alfred. Indonesia đang dẫn chúng ta sau 2 lượt trận với tổng tỷ số là 4-3. Và bây giờ đội tuyển Việt Nam nếu muốn giành quyền vào chơi trong trận chung kết thì phải thắng với cách biệt 2 bàn. Cú tạt bóng của Văn Thanh. Văn Thanh. Đường chuyền cho Vũ Minh Tuấn. Xuân Trường. Vẫn là Xuân Trường. Công Phượng. Có thể là một đường chuyền cho Vũ Minh Tuấn thì tốt hơn. Bây giờ thì ngay cả một quả đá phạt góc cũng có thể mang đến cho chúng ta sự lo lắng.
quả là đáng tiếc cho Viên Hữu Thắng khi ông xuất thân là một trung vệ. Nhưng vấn đề lớn nhất từ đội bóng của ông lại thường xảy ra ở hệ thống phòng ngự. Rất nguy hiểm. Pha băng vào của Pranata với màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu bán kết lượt đi. Phần thưởng cho cầu thủ trẻ này là một suất đá chính ở trận bán kết lượt về này. Công Phượng dứt điểm. Cú đá rất kỹ thuật của Công Phượng. Đó là dấu ấn lớn nhất mà Công Phượng để lại từ lúc được vào sân. Một pha xử lý rất nhanh, không cần đà, không cần nhiều khoảng trống của Công Phượng. Hiệp phụ đầu tiên chuẩn bị kết thúc. Thành Lương. Văn Thành vẫn rất hay. Một trong cầu thủ hay bậc nhất tại giải đấu lần này của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường, Vũ Minh Tuấn. Trọng Hoàng. Thành Lương. Trọng tài đã chính xác khi thổi phạt việt vị với Zamrun. Thành Lương. Chí là Thành Lương đang chấp nhận chơi thấp hơn để Văn Thanh có thể tham gia nhiều vào những tình huống tấn công. Việc Nguyên Mạnh bị đuổi quá là tai hại. Trọng tài người Trung Quốc vẫn quyết định cho đội tuyển Indonesia được hưởng quả penalty thứ hai trong trận đấu này. Hai trận đấu, bốn quả penalty. Có vẻ như trọng tài biên xác định không có lỗi của đội tuyển Việt Nam. Không có penalty. Đúng là như vậy. Trợ lý của trọng tài Phu Minh cho rằng không có lỗi của đội tuyển Việt Nam. Cho đến thời điểm này thì có khá nhiều trận đấu mà với vốn ngoại ngữ tốt, nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG đã giải thích được cho các trọng tài. Thành Lương. Văn Thanh. Trọng Hoàng.
Đình Đồng. Những phút bù giờ của hiệp phụ đầu tiên và trọng tài Phú Minh đã nổi còi khép lại hiệp phụ thứ nhất. Chúng ta đã phải nhận thêm một bàn thua ở trong hiệp phụ đầu tiên sau pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải trong vòng cấm. Tỷ số sau hiệp phụ đầu tiên lúc này đang là 2-2. Trong 15 phút còn lại, chúng ta vẫn phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa và không phải nhận thêm bàn thua nào mới có thể giành vé đi tiếp. Một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam vẫn đang phải thi đấu thiếu người. Đây là Letusen, người đã giúp cho Indonesia có bàn thắng rất quan trọng từ một quả penalty. Toàn bộ các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện cũng đã tiến ra để động viên những cầu thủ đang gồng mình chiến đấu ở trên sân. Boaz Salosa đã ra nói một điều gì đó với Rizky Pora. Indonesia hiểu rằng khi mà chúng ta đang phải đẩy rất cao đội hình để tấn công và khi trong khung thành là một thủ môn bất đắc dĩ, thì những cầu thủ tấn công tốt hoàn toàn có thể mang về thêm bàn thắng cho Indonesia. Chúng ta còn 15 phút nữa cho hiệp phụ thứ hai. Hai đội sẽ đổi sân và đá ngay hiệp phụ thứ hai. Và vẫn đang nhận được những sự cổ vũ rất cuồng nhiệt từ phía các cổ động viên trên sân vận động Mỹ Đình. Thành Lương, Văn Thành, Xuân Trường đá phạt. Thành Lương. Năm 2000, khi đó giải đấu vẫn mang tên là Tiger Cup. Cũng chính trước đối thủ Indonesia, chúng ta đã phải bước vào hiệp phụ. Và phút thứ 120 thì Doni Cristiawan đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Indonesia. Bây giờ thì đội bạn cũng đang nắm lợi thế để vào chơi trận chung kết. Văn Thành. Thành Lương. Vẫn còn Lê Công Vinh. Đây là lúc Lê Công Vinh cần phải chứng tỏ được bản lĩnh, đẳng cấp và cái duyên ghi bàn của mình. Lương Xuân Trường. Estaluhu. Đội tuyển Việt Nam áp sát ngay. Rizky Pora.
đường chuyền quá khó dành cho Jamrun. Đình Luật. Đình Đồng. Công Phượng rất cố gắng. Vũ Minh Tuấn. Công Vinh. Vũ Minh Tuấn. Đường truyền cho Công Phượng. Chơi hơn người và sở hữu sẵn một nền tảng thể lực tốt nên cao thủ Indonesia vẫn còn rất sung mãn. Thử thách đã qua đi. Và chạm bóng của Đình Luật. Và pha bắt bóng không tồi của Quế Ngọc Hải. Công Phượng rất hay. Thành Lương. Rất tốt. Vũ Minh Tuấn. Trọng Hoàng. Vũ Minh Tuấn. Rizky Pora. Indonesia phản công. Sinaga. Lương Xuân Trường. Một đường chuyền dài chăng? Rất tốt. Trọng Hoàng. Công Vinh. Công Phượng. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Nỗ lực làm tường của Công Phượng. Công Vinh. Đường truyền của Văn Thanh. Restusen. Rizky Pora. Có lẽ là sau khi nỗ lực quá nhiều ở khoảng thời gian cuối hiệp 2 và cả hiệp phụ đầu tiên nữa, lúc này thể lực các cầu thủ Việt Nam đã giảm sút rất nhiều và có nhiều vị trí gần như đã kiệt sức. Cú dứt điểm của Lê Công Huỳnh quá nhẹ. Indonesia đang ở rất gần trận chung kết thứ 5 trong lịch sử giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Văn Thanh. Cú mở bóng của Văn Thanh. Thành Lương. Công Phượng. Thành Lương. Vẫn là Thành Lương. Hello.
tinh thần của đội tuyển Việt Nam được thể hiện rất rõ trong những động tác tưởng như là rất nhỏ vừa rồi của Xuân Trường. Vũ Minh Tuấn. Vũ Minh Tuấn. Quả đá biên cho đội tuyển Việt Nam. Còn khoảng 6 phút nữa. Lê Công Vinh. Xuân Trường, khoảng trống, đó là một pha chọc khe. Một pha chọc khe cho Minh Tuấn chạy chỗ. Nhưng ở tình huống này, số 16 là Arianto đã phán đoán được. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Quỳnh Ngọc Hải cũng đã bỏ khung thành để lên tấn công. Cú dứt điểm từ xa của Trọng Hoàng. Điều đáng nói bậc nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng có lẽ là tinh thần thi đấu. Trường yêu cầu các đồng đội bó vào trong nhiều hơn, tập trung nhiều cầu thủ trước khung thành của Indonesia hơn. Lỗi của Công Vinh. Nếu đội tuyển Việt Nam dừng bước thì trận đấu này vẫn là một trải nghiệm rất bổ ích với những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn. Sang năm sẽ là SEA Games dành cho đội U22. Tinh thần cầu thủ trên sân và tinh thần của các cổ động viên. Công Phượng rất cố gắng. Trọng Hoàng. Lỗi rồi. Cầu thủ Indonesia đang làm mọi cách để bảo vệ tỷ số này. Một lần nữa Quế Ngọc Hải lại bỏ khung thành. Ta còn rất ít thời gian. Đứng trước bóng là Thành Lương. Trọng Hoàng. Rất khó để đưa bóng vào phía trong. Những nỗ lực này của tiền vệ số 8 đã mang về thêm cho đội tuyển Việt Nam một quả phạt góc. Phòng ngự của Indonesia đã chơi tốt hơn rất nhiều trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Cơ hội ở đây. Cú đá của Đình Luật.
Cơ hội, Vũ Minh Tuấn. Văn Thành có lẽ đã yếu rồi. Một trong những cầu thủ phải chạy nhiều nhất và đã chơi trọn cả 4 trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam nên có thể hiểu được với sự xuống sức của Văn Thành. Công Phượng, Trọng Hoàng, cầu thủ Indonesia vẫn còn rất khỏe. Thêm một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Thành Lương. Thành Lương. Chúng ta đang vướng phải một bức tường phòng ngự màu trắng của Indonesia. Lê Công Vinh. Trọng Hoàng. Xuân Trường. Như vậy là trận đấu bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã khép lại. Chúng ta một lần nữa phải dừng bước ở vòng bán kết của giải đấu khu vực. Tỷ số của trận đấu lượt về này là 2-2 và Indonesia giành quyền vào chơi trong trận chung kết với chiến thắng 4-3 sau hai lượt trận. Và xin cảm ơn các